bữa nay 11 tháng 2 năm 2023 ha. Con Kiều chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người đang xem kênh Cây Giống Độc Lạ Vĩnh Long nha. Bữa nay con cũng đúng như cái hẹn là con sẽ lên YouTube á. Vào ngày thứ bảy là con hay về hàng mới con quay cho cô chú anh chị xem, nhưng mà bữa nay hàng về thật sự á là cây nó nếu mà cô chú anh chị chờ trái chờ hoa trong lô này thì không có, tại vì hàng mới về thì mình lựa dáng thì ok, còn mà lựa trái lựa hoa thì là mình không lựa được nha, tại vì hàng này về là từ từ nó mới ra hoa lại cho mình nha cô chú anh chị nha. Đó thì trước mặt cô chú anh chị đây là cái lô nho tứ quý con mới về nè, gốc rất là già cây luôn nha. Đây, dáng cây này khá là đẹp luôn. Lô này con đang bán cho mình là giá là 1.150.000 là con bao cước về tới nhà cho mình ha. Cây số 22, lô này là lô tứ quý nha cô chú anh chị. Nhìn coi cọ như vậy chứ về là nó ra hoa ra đọt liền luôn á. Đây, cái lô này con về hồi bữa cách đây là khoảng 1 tuần nè. Cái lô này con về cách đây 1 tuần ha, là tuần rồi nè. Đây, cây bữa nay ra lọc rất là đẹp luôn, thậm chí còn phun hoa nữa. Thì hôm bữa ai đã lấy cây của con cách đây 1 tuần đúng cái lô cao này và đúng cái lô sừng sùi đó thì hôm nay cây đã khác hẳn đúng không ạ? Đây, như cái cây này đang ra rất là nhiều hoa và lọc non này. Đó. Cây này con đang bán cho mình là giá là 1.500.000 nè, cây số 24 nè. Đó. Cây số 24 1.500.000 ha. Gốc rất là to luôn cô chú anh chị. Lô này thì già cây lắm luôn. Đây. Tay con đây nè. Đây, tay con đây. Tay con đây, cô chú Hạo là biết rồi ha. Đó, cây này rất là to. Trời ơi, thôi xích vô. Quá đen rồi, ghét rồi, đen hơn cái trái nho nữa. Đó, thì cái lô này cô chú anh chị thích thì alo con nha. Đây, lô nho thường nè. Con thật sự không biết tứ quý lá nhỏ là gì, con kêu này là nho thường nha. Đây là nho thường nha cô chú anh chị nha. Đó, dòng này là nó hơi lâu trái. Lô này thì đã có trái bói rồi ha. Con bán cho mình nè, tránh cái hiếu hành. Đâu con đứng vô cho nó cao cả nè. Sao bữa nay mập ú dữ vậy trời? Mới ăn mà. Mới ăn gì mới ăn? 2023, 2023 là một cây nho nè. Gốc nè. Đó. Cây này con đang bán cho mình là giá lộc nha. Giá lộc là 1.900.000 nha cô chú anh chị, 1.900.000 bao cước ha. Chiều cao tầm 2,5 m ha. Cái cây này từng cước ít nhất cũng phải 250.000 nha. Lô này lấy về 5 cây bán chơi cho vui thôi ạ. 2023 nha cô chú anh chị nha. Cây này hơi héo nên con không có gắn số, để chiều con bơm nước vô cho nó tươi lại rồi con mới gắn số cho mình đây. Đây. Cây này con gắn số cho mình là 026 nha, 1.900.000 nho thường. Dòng này hơi lâu trái nhưng mà trái ăn cực kỳ ngon và cực kỳ ngọt ha. Trái thì cực kỳ to, hạt thì cực nhỏ nha cô chú anh chị. Dòng này là ăn ngon nhất trong các dòng nho. Riêng nho vàng thì con chưa ăn, con chưa biết, nhưng mà con ăn rồi thì con cảm nhận thằng này là ngon nhất nha cô chú anh chị nha. Cây 26 1.900.000 bao cước về tới nhà luôn cô chú anh chị nha. Tay con nè. Đó, rồi, cô chú anh chị cũng biết gốc nó khoảng bao nhiêu rồi đó. Đó. Cây rất là to ha. Nó là dòng này cô chú anh chị. Đó, nó là dòng này. Đó. Gắn số lại. Đây, cây này thì dáng nó thon nè, thon và suông lên nè. Đó. Dòng nhỏ thường này. Nếu mà cô chú trồng thứ nhất á là trồng cho con để làm bóng mát là thứ nhất, thứ hai là cô chú cứ chậm chậm từ từ cho nó ra trái ra hoa. Mình không chờ đợi, không gấp rút thì lấy cái lô này thật sự là rất là ok. 022 nha cô chú anh chị nha. 022, 1.900.000 bao cước về tới nhà luôn. Con nó đứng đó. To lắm. Rồi. Cây 12 vụ dáng lùn ha, cao khoảng 1m2, 1m3. Đây. Nè, máng cái số vô cho mẹ. 021, 600.000 bao cước. Lô này có hoa rồi nha cô chú anh chị nha. Lô này có hoa rồi, cây đó có hoa rồi. Thằng đó là nho đỏ 12 vụ đó. Đây, con quay một số cây nữa cho cô chú anh chị xem nha. Hàng mới về Việt Quốc này thì con bán hết rồi. Con về thêm hai nhánh hồng xiêm khổng lồ nữa, nhưng mà con đã bán rồi. Này, hai nhánh hồng xiêm khổng lồ rất là đẹp. Đậu trái. Cây này về tầm tới Tết là nó có khả năng đậu được trái rồi. Còn bây giờ thì là nó ra hoa để biết là mình cho nó là những cành ghép đã có hoa nha.
Cây tứ quý 1.150.000 này là một cây tứ quý rất là già cây, dáng lắc lượng tàn rất là đẹp, hàng con lựa ra gắn số 20, gắn xích vô trong, treo số lên đi con để nó bay số, mất số lạc số mẹ không biết trường bán. Số 020. Rồi xích ra chỗ khác mẹ quay cái dáng cho mọi người xem. Số 20 nha cô chú anh chị, cái dáng rất là độc luôn nhá. Hàng con lựa ra đây là những cây dáng tuyệt vời. 017 cũng là 1.150.000 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị. Gắn xích xuống làm gì lười vậy? Máng vô luôn, máng vô giống như cái cây bên đây nè. 017 nha cô chú anh chị, dán nè cô chú anh chị. Gốc to, già cây nha, độ sần sùi của nó là rất là ok. Đó, tán cũng đẹp nữa. Còn thằng này lùng xòe, cực lùng cực xòe, hàng cực phẩm lùng luôn. 1 mét, nếu tính cây không là nó cỡ khoảng 8 tấc nha. 016 chung lô luôn á cô chú anh chị, chung lô luôn, nhưng mà thằng này nó hơi nhỏ mà dáng nó đẹp quá cô chú anh chị. Nó là chung lô 1.150.000 nha. Nhưng mà nếu cô chú anh chị lấy cây này thì alo riêng cho con ha. Con sẽ bớt lọc cho cây này, giống như chung một lô về có cây hơi nhỏ hơn vậy đó. Nhưng mà nó rất là lùng, cây này trồng bàn, để bàn ban công rất là đẹp. Rồi xích ra mày quay cây kế bên. Cây kế bên là một cây tứ quý nha, một cốt lên hai nhánh tán cũng khá là ok, nên là con mới đem ra rắn số 1.150.000 là bao cước về tới nhà. Cây số 15 nha cô chú anh chị nha. Cây số 15. Lô tứ quý này nó rất là già cây, nó rất là già cây, về là nó ra hoa liền thôi. Con bao cho mình luôn, về là ra đọt. Cây này phún đọt từ từ rồi nè. Ra lọc rồi. Cây mẫu tử số 19 là 1.150.000. Cây tứ quý mẫu tử, ai lấy cây tứ quý mẫu tử alo con nha. Một cây to và một cây nhỏ nha cô chú anh chị nha. Cây tứ quý mẫu tử là một cây 19, 1.150.000 bao cước về tới nhà. Rồi, cây nho đỏ 12 vụ tán rất là đẹp, lùng xòe này mang số 14, 1.000.000 bao cước về tới nhà. Chậu đỏ chữ tàu, lô này đã có trái hoa hết rồi. Ai là lấy từng lấy cái lô chậu đỏ chữ tàu của con rồi thì cũng thừa biết, về là nó ra trái ra hoa liền luôn. Tại vì lô này nó rất là già cây nha cô chú anh chị nha. Rồi, cái chậu đỏ này là cái lô cao hơn nè. Cái lô này con đang bán là giá 1.200.000 bao cước. Lấy cái viết, búp lông viết vô đó. Số mấy con muốn viết, số mấy đó con viết. Đó, lô này, lô cao này là 1.200.000 bao cước về tới nhà cô chú anh chị ơi. Con viết số mấy? Ba con số 9 đi. 9, ba con số 9 nha cô chú anh chị. Ba con số 9 này là 1.000.000. Ba con số 9 này là 1.200.000 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị. Bây giờ con quay gần cho mình thấy gốc xoáy một xíu nha. Gốc này cô chú anh chị nha. Đó. Siêu to luôn nha cô chú. Rồi. Đây, còn cái lô này á, đây con sẽ nói về cái lô này xíu. Như cây này là mình mua một, mình được hai nè. Con sẽ bán cho mình là 250.000 bao cước luôn nha. Đây, gốc rất là to nè cô chú anh chị nha. Gốc rất là to, lô này là lô cắm cành nha. Nhưng mà nó bị còi cây, về chăm giúp con ít hôm là nó sẽ ra hoa ra trái nha. Lô này nó còi cây ở bển lạnh lắm, nó không ra đọt ra hoa được đâu. Cây này mua một được hai nè, mẫu tử nhỏ nè. Không, song thân, song thân. Đây, cây này một cây thì gốc nó to hơn nè cô chú anh chị ha. Đó, 250 cho cái lô này nha cô chú anh chị nha. 250 nha, 250 đó. Rồi, cái này thì con đã ra bầu rồi, còn cái này thì chưa ra bầu nha cô chú anh chị, nhưng mà đều bằng giá nhau ha. Này ra bầu rồi. Dạ, này thì chưa ra bầu, đều bằng giá nhau hết đó. Là 250.000 một cây nha. Rồi. Nguyệt quất đó mẹ bán rồi con. Ừ. Bữa nay con có lấy ổi ruby về con cho cô chú anh chị nè. Ai alo, ai cần ổi ruby mua thì xin con bỏ vào cho mình nha. Ổi ruby nha cô chú anh chị nha. Ruby ruột đỏ nha. Đây, còn chậu đỏ chữ tàu là con về số lượng rất là nhiều luôn cô chú anh chị, mà con vẫn chưa có lựa ra được cho mình đó. Thì ai muốn lựa cái lô này dáng đẹp thì alo con nha. Zalo 0945707848, con lựa dáng đẹp con để riêng cho mình nha cô chú anh chị nha. Đó. Xong rồi con có về cái lô này nữa nè. Nè, Hiếu Hạnh con vô con đứng trong cái lô cao to này cho mẹ. Cái lô nho đỏ 12 vụ cao 1m8, 1m9, 2m luôn ha. Lô này con đang bán giá là 1.000.000, 1.000.000 một cây bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha.
Đó. Lô này thì hiện tại bây giờ một số cây về, ai lấy lô này rồi, lô này con có bán rồi nè. Mẹ khỏi gắn số đi, mẹ báo lô đi nha. Lô này, cái cây này hoa cực kỳ nha cô chú anh chị. Mua được tặng cây trà là mini. Đã, mua được tặng cái chợ lá mini luôn. Lô này về cô chú anh chị để xuống cho con là ít hôm là nó sẽ phụt hoa ra thôi nha. Lô này rất cao, ai thích lô cao thì alo con, lô nho đỏ 12 vụ căn 1m8, 2m này luôn nha cô chú anh chị. Có cây này lùng xè nè, cây lùng xè hai thân rất là đẹp đó. Con về nhiều lắm nhưng mà hàng mới về con chưa có soạn ra được để quay nhiều cây hơn cho mình nha. Cô chú anh chị thích cái lô nào ha, alo riêng cho con ha nha. Rồi như cái tứ quý cỡ này nè, tứ quý này thì con đang bán giá 900 bao cước nè, đang có nhiều hoa trên thân nè. Lô này là lô cũ con dồn qua một bên, lô cũ con chỉ còn khoảng vài chục cây thôi nha. Đây còn cái tứ quý nè, lô này con đang sale 350 một cây nè. Nè, máng cây sale 013 vô mẹ, sale vài cây cho cô chú anh chị nha. Chí đi mẹ con đi việc nữa. 013 nha. Đó. 400 cho cây này nha cô chú anh chị, 012 nha cô chú anh chị nha. 012 đã có hoa rồi nha, 400.000 bao cước về tới nhà. Máng vô cây mẹ mới đụng đó. Ờ. Bao cước nha cô chú anh chị nha, 400 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. Quay lại luôn nè, cây sau lưng cây sau nè, cây này lâu lắm rồi nè, cây này lâu cũ nè. Đó, 011, 011. 900 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị, một cây nho đỏ 12 vụ trái đang mọc dưới rễ luôn nha cô chú anh chị nha. Trong hoa nè. Đó, đang có trái có hoa, 900 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. Tán rất là đẹp, về dưỡng ra tán lại thì đẹp rồi. Bonsai bonsai. Rồi, con chào cô chú anh chị. Con chào cô chú anh chị. Nếu mà ai mà mua những cây nho của con á ở nhà, có những trẻ con á thì con sẽ tặng cho một cái gương mẹ nha. Thôi ông xàm quá ông ơi, like, share và đăng ký kênh cho mẹ con. Bye.